vỡ đây vào. Nhìn ngồi bẹt trên đây này, lan ông Động mới trồng một vườn. Rồi ông ngoại đi quay mấy cây hoa này. Đi chậm chậm thôi mọi người, mới nhìn được hoa. Quay tất cả mọi nơi. Mặt mũi lem đúng không con? Biu uống chưa không? Biu uống rồi ạ, Biu uống một bình trên xe rồi. Giả sư. Giả sư. Giả sư. Giả sư. Giả sư. Các bạn bắt penguin kìa chứ. Penguin, penguin. Đây. Yeah. Đúng rồi. Nhưng mà quay được đó. Chừng nào ông ngoại muốn quay ông ngoại thì đổi chiều camera lại. Đây, mẹ con livestream cho. Để cho mày cầm mày lại. Có điện thoại không? Rồi ông ngoại đi trước đi. Trời, mời mọi người tham quan du lịch với gia đình nhà ông Động nha. Bằng rồi cứ để nước đây, đây đi tí quay lại rồi lấy chưa? Đấy, chuẩn luôn. Được không? Rồi rồi mẹ bông, mẹ bông. Mẹ bông. Để gọn nó vào xem nào. Rồi tha hồ vác vào đó, mệt rồi. Đây là rừng tràm Trà Sư. Mẹ bế mới quay lại nhá. Ông ngoại bế kìa. Thôi thôi con có điệu. Đó, đây là vườn hoa. Hoa lan. Đây, ông ngoại đây. Ông ngoại Động đây. Còn không phải cột eo. Đây gửi hướng dẫn viên hai bà hai áo rồi. Lôi thôi lắm. Từ mai mà vất cái áo. Chú vườn rau bà vẫn làm mà nhòi hết rồi. Bà đi mua áo lưng lửng cái này để đi chơi. Đi đâu cũng có cái. Ở ngoài này tháng này con đi treo lên núi và lên nằm bẩm một chút. Cười coi. Cái đấy khẩu trang của cháu mẹ ơi. Đây khẩu trang đây ai lấy ra ba lấy mà mẹ đâu đã dùng đến đâu. Mẹ có dùng khẩu trang không? Không. Đây một túi trong kia. À, mẹ đeo. Vườn hoa đây ạ. À. Mẹ bế nhá, mẹ bế con quay lại nhá. Hồ nè. Vườn hoa nè, trời ơi đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Một dọc hoa lan luôn á. Đây là khung cảnh đóng phim Đất Rừng Phương Nam của Trấn Thành đây. Chào cả nhà. Miu đi tham quan với ông bà ngoại đây. Hồi ôi mùi dầu nhớt nhiều quá. Oh yeah. Bà ngoại ơi. Bà ngoại xuống đây con chụp hình cho nè. Dầu. Để bà ngoại cầm cái điện thoại này đi rồi con lấy cái điện thoại con chụp hình cho. Nằm ngồi nơi mẹ này. Đặt. Bà lá. Ritsi. Biu. Miu ơi. Miu à. Cười tươi quá. Nay đi chơi sông nước thích nhỉ. Thích nhỉ. Này sông nước đang chảy. Bà ngoại đứng ở đây. Bà ngoại đứng hướng này này. Đứng hướng này. À, cười tươi lên.
đứng đây có được. Hoa trên nước, hoa trên sông nước. Đang ha, chụp chân gái đi. Làng hoa, đây là một làng hoa luôn. Sông nước miền Tây. Trà sứ, trà sứ đẹp như thành nhỉ. Trà sứ, trà sứ khu trư, khu du lịch trà sứ. Ngoại quay lên nữa, ngoại nhìn ở trong màn hình làm sao thì ngoại nhìn ở trong màn hình làm sao thì ngoại quay như vậy đó. À, đừng có cầm quay loạn xạ lên rồi. Đẹp ha. Đây là mẹ con cháu Thanh. Hello. Đang đi du lịch ở khu du lịch trà sứ. Đó, cháu gái ngoài đó. Cháu đi chơi vui ngoan lắm. Trực tiếp. Đây là cái khu này là khu Tấn Thành đóng Tiến Thành đóng phim. Tiến Thành quay phim Rừng Đất Rừng Phương Nam. Rừng Đất Phương Nam. Chúng mình đi lên à? Thôi mình đi lên ơi, đây. Thuyết trình luôn. Thuyết trình luôn, đây là khu vực của Tiến Thành đóng phim Rừng Đất Phương Nam. Đất Rừng Phương Nam, ai có nhu cầu mở phim Đất Rừng Phương Nam coi nhé. Đây là vùng sông nước của ai chưa có coi phim Đất Rừng Phương Nam hãy mở coi nhé. Rất là thơ mộng, cảnh thực tế luôn. Ôi dồi ôi, cá lắm thế kìa. Đây là hoa trồng trên sông, trên hồ. Đây vào đây con chụp hình nha, đưa đây con quay cho, con cầm. Một, hai, ba. Đây, ngoại con chụp hình này xuất sắc lắm. Rồi đi. Đi thẳng xuống dưới nè, mọi người ở dưới rồi kìa. Rồi, đây bà ngoại đang đi đây. Để quay bà ngoại con nha. Trời, vườn hoa rất là đẹp luôn ạ. Hoa lan không thôi. Bên đây là hồ cá, hồ trà sư. Đây ạ. Đâu rồi, mẹ con nhà Miu quay nào. Yeah, em Miu cười nào. Wow, con thấy hoa đẹp không? Hoa lan, bạn nào đây? Bạn chim cánh cụt. Đây, để mẹ con quay hồ trà sư cho mọi người xem nha. Đây à, ở dưới này sẽ có rất là nhiều cá. Các nhà câu. Thôi à, đây là vườn hoa lan. Đây à, một vườn hoa luôn. Đúng rồi bạn, chim cánh cụt. Wow, đây là vườn hoa lan đẹp lắm ạ. Trời ơi, đây là những cây hoa lan xuất sắc nhất luôn. Con nghe rồi. Con nghe rồi.
không con? Hoa đâu? Hoa chỉ mẹ, miêu chỉ mẹ hoa nè. Đúng rồi. Hoa đẹp nè. Hoa đẹp màu vàng nào con sờ nè. Đẹp quá, hoa màu vàng, hoa lan màu vàng đó. Mẹ không biết tên, nhiều loại lắm. Trời ơi, đẹp quá ha. Hoa ơi, hoa ơi. Hoa ơi à. Trời ơi, rất là nhiều hoa đẹp luôn ạ. Đây, à đi ra xem bồ câu nha. Xe đạp để đi trong rừng tràm đó. Rồi Miu xuống xem chim bồ câu nha. Rồi con bước xuống con chơi đi. Wow, như kiểu một bầy vịt ấy. Nè, con đi xuống. Cậu dắt nè. Cậu dắt con chơi nha. Wow. Nó lại bay dẫn lên này. Chim bồ câu á con. Giơ tay lên nó tưởng cho nó ăn nó nè. Jessie đuổi nào. Jessie ù một cái. Không giơ. Không giơ tay lên nó tưởng cho nó ăn. Ù. Ù. Có đồ ăn nó hai chín. Đang để cho đằng kia hai đằng kia đang chơi. Đây này. Nó về đây hết rồi. Thành phố Bồ Câu. Rồi Jessie ơi, nó đang đằng sau con kìa, chim bồ câu đằng sau lưng con kìa. Wow. Bình thường cho nó ít hay cho đi một câu ăn lắm. Sau lô. Miêu quý. Chim đâu con? Bao nhiêu một gói? Bao nhiêu một gói? Kìa nó khôn à. Khôn thiệt luôn ấy. Dạ. Từ từ, cẩn thận con. Bà ngoại dắt nhá. Ông ngoại ơi, ông ngoại lui về đây. Con đứng im nha, đứng im nha, đứng im nha. Ông ơi, ông phải cho ít một thôi. Ông đưa lại chỗ trống nè. Đây, ông Động đang cho bồ câu ăn đây ạ. À. Nó cướp của cháu nhá. Wow! À, bà ngoại bồng em. Mí sợ quá. Trời ơi, Jessie mê mệt luôn. Ông ơi, bụng như thế không thấy. Bình thường như thế hai đứa cháu mà chim bồ câu ăn mà. Nhưng ở đây nó ghê quá. Ôi trời ơi kìa, nó trèo lên ông ngoại rồi kìa. Trời ơi mấy nàng này ghê quá à.
Nè, nó sẽ như thế này, nó sẽ đứng xa nó ra tí xíu, nó phải là nó bay nhìn về mình nó mới đẹp, giống như em quay cho chị á. Đúng rồi. Nó đẹp hơn rất là nhiều. Em cũng có cái này. Đây, cho em đi. Rồi cho em cũng thêm. Nè, lại đây. Đâu cần đâu, mình còn nhiều mà. Đây, đây, cầm đồ cho. Ông trời ơi, cướp nón của Jessica luôn. Jessica ơi, từ từ con. Giật luôn cái bình của Jessie luôn. Trời ơi, ít thôi con. Con chỉ thấy một vài hạt một thôi. Ôi giời. Miu miu của mẹ kìa. Mới gặp lần đầu. Mà mạnh bạo quá Hoàng. Không ném lên cho nó bay lại đây để nó ăn mấy hạt xong nó bay qua bay lại hết trơn mới tiêu luôn. Không vận động mà nhiều khi không được hạt nào cũng phải bay. Con lại bay sau lại đã con nào tung này, tung, tưởng đâu có ăn thiệt. Tung. Gạo thôi mà. Thôi, Jessie đứng xuống nè. Wow, nhiều chim quá nhờ. Rồi, chắc nhờ ơi, trời đang mát rồi, đi ghe thôi. Đi ghe hướng nào em? Giờ, xong chưa? Đầy đủ hình chưa? Hai muốn chụp gì không? Chụp cho ông bà Louis kỷ niệm. Ôi, cho quay ông bà. Quay. Rồi. Quay ra, đấy là ra ngoài lại chỗ này nè, chụp. Bây giờ mình cứ đi thẳng vào con thủ mát á, mình đi. Ok, vậy đi. Đang phát triển phía luôn. Phát bằng gì của ba. Nhưng mà vô đây rừng á, mạng nó không được mạnh. Đi 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 đi. Ông quay đây đi. Đấy, lúc nó bay đây này, đấy quay live stream là ngon rồi. Đi đi rồi. Đấy. Nó cánh không đủ mát rồi. Mấy nó về á làm thêm vài vài bầy về nhà nuôi. Nhà nuôi nó bay đi mất hết. Sang nhà người ta nó đêm nó cứ cào cào bị ở vậy trên nhà người ta đấy. Đi tiếp thôi. Tung nào, tung nào, tung. Ủa vậy, mẹ đang like. Ba bốn like. Ba bốn like. Rồi đi thôi, bên kia. Quá trời chỗ để chụp hình. Rồi em yêu ngồi lên ghế này. Rồi vậy chim bồ câu. Chim bồ câu nhá. Con sờ nhá, con sờ không? Sờ chim không? Mẹ bắt chim cho con sờ nhá. Không phải chú ơi, bảo đi ra đi ghe rồi đấy. Đi ghe thôi. Đi bên này mẹ ơi. Bắt đi, bên trái, bên trái. Bắt đi. Nè, lại đây. Con chờ, con chờ. Bên này đó hay chưa bạn bay lên nào. À rồi đi đi, đi ok đi. À à à. Thôi kệ nó tí nó không có đồ ăn nó bay đi không ạ? Đó, không có đồ ăn rồi nó bay à. Thôi nha, tạm biệt các chú chim. Dạ hai ông bà đi du lịch miền Tây ở An Giang ạ. Đây là khu thế giới bồ câu. Đó. À, Miu thích cả. Thích không? Đó, bà cho kìa, bà cho. Đi đi chị đi theo này là rắc.
Này mẹ ơi, ngoại ơi. Rồi bây giờ mình sẽ treo xuồng. Uống bớt nước đi để đỡ phải xách. Uống, uống một thon một lon một lon. Một thuyền đó là chắc được 3 người hoặc 4 người. Đi mãi đằng kia cơ mà. À đây này, của mình ở bên đây ạ. Đi hết một vòng mình chạm cũng về đây mà. Thì cao ở đây ở trên này cộng nước đẹp kìa. Cháu đâu? Em nhìn cháu kìa. Để các ông bà già rồi. Người không nghỉ. Tại trên mình có người, người ta nghỉ sao nhớ được. Rồi đây chuẩn bị đi treo xuồng. Chuẩn bị đi treo xuồng. Cứ đi xong rồi không biết. Rồi đi thôi, để con đi quay qua bên đây nhé. Nhà con chuẩn bị đi chèo xuồng đây. Chèo thuyền ba lá đi vào rừng tràm trà sư. Đây những chiếc thuyền. Ủa sao mình không đi bên kia? Đi cái ghe này trước hả? Đi cái ghe này trước hả? Xong một hồi mới đi cái thuyền ba lá kia hả? Đúng rồi. Được rồi, có cái điệu. Có cái điệu rồi. Ok. Đó. Mình nằm. Không? Mình nằm ngon nha. Ôi da, sướng dữ ta. Sướng dữ ta. Con đi đây chụp hình không? Bên đây nha. Bên đây nha. Bên này con gì? Đây tí nữa đi thuyền này để đi một vòng trước rồi mới đi ra thuyền ba lá. Đi